vật trong thế gian có sinh ắt có tử, đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ, là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh, chỉ cũng hiểu vạn vật đều không thể trường tồn. Tôi muốn đáp, làm thế nào con mới có thể giải thoát được? Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, no.